bộ chuẩn tín hiệu Digital AVKI 600 chuyên dụng cho karaoke. Có chức năng xử lý tín hiệu âm thanh với 6 cổng ra analog, cho phép kết nối với hệ thống loa stereo, sub và hệ thống loa surround. Digital AVKI 600 mang đến chất âm hoàn toàn mới. Là thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh cùng với các hiệu ứng kết hợp với chức năng chống hú cho micro. Digital AVKI 600 là một sự lựa chọn hoàn hảo cho khách hàng thích hát karaoke, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Bộ lọc Equalizer cho phép điều chỉnh âm sắc lên đến 15 giải tần cho nhạc và 22 giải tần cho micro. Điều chỉnh tông nhạc phù hợp với nhiều chất giọng. Khả năng chống hú cao với 5 chế độ cho micro. Điều chỉnh tiếng vọng echo và tiếng vang reverb riêng biệt, chuyên nghiệp, cho ra giọng hát bay bổng hơn. Khả năng lọc nhiễu và chống ồn cao. Digital AVKI 600 có khả năng kiểm soát toàn bộ hệ thống âm thanh cực tốt, ngăn chặn tình trạng cháy hỏng thiết bị do sử dụng quá tải công suất cho phép. Digital AVKI 600 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những dàn âm thanh karaoke gia đình, karaoke kinh doanh hay dàn âm thanh sân khấu. Với các cấu hình âm thanh chuyên nghiệp, diện tích trên 25 m², khi sử dụng Digital AVKI 600, chúng ta có thể kết hợp với cục đẩy công suất Crest Cover AV 3002, 4 kênh. Bạn sẽ không còn lo lắng đến chuyện dàn âm thanh karaoke của mình không đáp ứng đủ công suất nữa.